Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Ngày Mai Mặt của mình nha. Thì mình chỉ là một thợ sửa máy may cùi bắp thôi các bạn. Thì nhưng hôm nay mình vẫn tiếp tục làm video để hướng dẫn tất cả anh chị em cách khắc phục và sửa chữa cái bệnh mà nổi chỉ nè, nổi chỉ dưới ha. Và thường xuyên bị rối chỉ ở ngay con suốt của mình á, bị rối chỉ và nổi chỉ. Thì mình sẽ cố gắng hướng dẫn một cách thật là chi tiết và dễ hiểu nhất cho tất cả anh chị em ha. Thì nếu anh chị em có gặp những cái khó khăn hoặc cái thắc mắc nào thì mình có để cái đường link Facebook á, anh chị em có thể vào Facebook và nhắn tin cho mình, là mình sẽ cố gắng trả lời và hướng dẫn anh chị em thật một cách thật là tỉ mỉ nhất. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái phần chính của video là hướng dẫn tất cả anh chị em cái cách khắc phục và sửa chữa cái bệnh mà rối chỉ và bị nổi chỉ ha, rối chỉ dưới. Ok, thì đầu tiên là khi máy anh chị em mà bị nổi chỉ hoặc bị rối chỉ á thì nó chỉ có nằm ở hai cái điểm này thôi. Thứ nhất là cái con thuyền và thứ hai là cái đồng tiền ở trên đồng tiền xiết chỉ này thôi. Nó chỉ nằm hai chỗ, đúng hai chỗ này thôi nha mọi người. Thì bây giờ có nhiều anh chị em hỏi mình là tại sao khi anh chị em may giày á, may lên cái đoạn may giày á thì nó bị nổi chỉ, mà may xuống cái vải mỏng thì nó không có bị nổi chỉ. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em nha. Thì bây giờ mình sẽ nâng chân vịt nè. Thì khi mà anh chị em nâng chân vịt á thì cái đồng tiền này nó sẽ mở ra ha. Thì anh chị em nâng chân vịt thì cái đồng tiền này nó sẽ mở ra. Thì khi mà mình may giày á thì nó sẽ độn cái chân vịt mình lên. Thì bây giờ mình sẽ gấp lại miếng vải như thế này, rất là dày luôn, mình độn cái chân vịt, mình may ví dụ cho anh chị em ha. Thì khi mình may cái đoạn mà nó dày á thì cái chân vịt mình nó sẽ lên cao. Thì khi mà cái chân vịt mình nó lên cao á thì cái đồng tiền ở trên đây nó sẽ hở ra một cái đoạn nhỏ thôi, nó làm cho cái cọng chỉ của mình kéo đi rất là nhẹ. Thì bây giờ nè, anh chị em thấy mình là bỏ miếng vải dày lên thì bây giờ mình kéo chỉ nó rất là nhẹ nhàng. Thì như vậy khi mà anh chị em may á thì nó sẽ dễ bị nổi chỉ và rối chỉ ha. Thì mình cần khắc phục lại cái đồng tiền này. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn nha. Rồi, cái nguyên nhân đầu tiên là khi anh chị em may dày á thì nó bị nổi chỉ là do cái đồng tiền này nó bị tống ra ha. Và cái tiếp theo, khi anh chị em may lâu á thì cái đầu tôm này nó rất là quan trọng trong cái việc bị nổi chỉ nè. Khi anh chị em mà nhiều khi anh chị em mà xỏ chỉ nó không có qua cái đầu tôm nè. Đây mình sẽ zoom rằng gần vô cho anh chị em xem ha. Đây, cái đầu tôm này nè nó rất là quan trọng trong cái việc mà để giúp cái cọng chỉ của mình nó căng ra ha. Khi mà cọng chỉ mình nó nhịp á, nó giúp cọng chỉ mình nó bung lên. Nếu mà máy anh chị em mà gãy cái râu tôm này hoặc là anh chị em mà xỏ chỉ á, khi mà xỏ chỉ á, xỏ nó không có qua được cái râu tôm này á để nó nhịp chỉ á thì nó dẫn tới cái hiện tượng là chỉ anh em sẽ bị nổi ở phía dưới ha. Đó, cái râu tôm này cũng rất là quan trọng nha. Rồi, thì tiếp theo mình sẽ mở ra để hướng dẫn anh chị em cái cách để mà mình chỉnh cái đồng tiền này và hướng dẫn anh chị em thay râu tôm để khắc phục cái tình trạng mà khi mà máy anh chị em bị gãy cái râu tôm này. Anh chị em có biết đường mình thay lại ha. Máy một kim cái râu tôm này rất là quan trọng, nó giúp chỉ mình nó đẹp ha, nó không có bị nổi chỉ dưới. Còn nếu mà bị mất cái râu tôm này thì anh chị em siết cái đồng tiền này nó nặng lắm thì nó dẫn tới cái hiện tượng là bị đứt chỉ nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tháo cái này ra để hướng dẫn anh. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn anh chị em cái cách để mà mình chỉnh khi mà mình may lên cái đoạn dày á, nó không có bị bung cái đồng tiền này ra ha. Thì ở phía bên tay phải này nè, có một con ốc, anh chị em mở con ốc này ra cho mình ha. Ốc để giữ cái cốt cụm đồng tiền này nè. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở cái cụm đồng tiền này ra luôn. Rồi, mình rút ra nè. Đó, thì ở phía bên trong này nè. Phía bên trong này nó sẽ có một cái cây ti. Phía bên trong cái lỗ này có một cái ti để nó tống ra cái ti, nó đẩy cây sắt này ra, nó làm cho cái đồng tiền mình mở ra nè. Đó, khi mà anh chị em gạt chân vịt lên á thì cái cây ti này sẽ đẩy vô, nó làm cho cái đồng tiền mình nó hở ra ha. Thì bây giờ khi mà anh chị em mà khắc phục cái bệnh mà khi mà anh chị em may giày á, may tới cái đoạn giày á thì máy anh chị em nó lại hở cái này ra. Thì bây giờ mình khắc phục bằng cách là mình sẽ chỉnh lại cái độ nhảy của cái đồng tiền này ha. Rồi, bây giờ anh chị em mà lấy cái miếng vải cho mình nè, anh chị em gấp mấy lớp lại lên cái đoạn dày mà anh chị em mong muốn á, thì anh chị em thả chân vịt ra. Thì bắt đầu khi bây giờ nè, anh chị em mới lắp lại cái đồng tiền này
để cho anh chị em chỉ cần đẩy sát vô và anh chị em dặn ốc lại là nó sẽ hết ha, là nó sẽ hết bị. Thì bây giờ cái chân vịt mình nó đã lên cao rồi nè, thì bây giờ mình mới chỉnh cái cụm đồng tiền này. Thì bây giờ mình chỉ cần đẩy sát cái cụm, anh chị em chỉ cần đẩy sát cho cái đầu ti này vào cái này thôi, cái tống ở bên trong là ok. Còn nếu mà anh chị em đẩy nó lúng quá đó, thì đẩy nó lúng quá thì bây giờ là cái đồng tiền mình nó sẽ hở ra nè, đẩy lúng quá thì cái đồng tiền mình nó hở ra, nó vừa chạm thôi, anh chị em chỉnh cho nó vừa chạm thôi nha. Có nghĩa là khi mà anh chị em đẩy nó vừa tới á, thì cái đồng tiền nó không có được hở ra, không có được hở ra mới là ok. Rồi đó, nó vừa tới nè, cái đồng tiền nó không có hở ra là ok. Còn nếu mà anh chị em mà đẩy cái cụm đồng tiền này vào mà thấy nó cái đồng tiền mà nó hở ra là không có được nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu siết lại. Ê, bây giờ mình sẽ chỉnh cái râu tôm này cho nó đi qua khỏi cái thanh này nè, lên cao lên khoảng 5 ly ha. Rồi mình mới bắt đầu mình siết con ốc này lại. Thì anh em chỉnh là anh em xỏ vô cái này, anh em xoay ha. Rồi mình xoay cái râu tôm cho nó đi lên. Còn nếu mà anh chị em mà chỉnh cái râu tôm này đi xuống dưới đây là không được nha. Có nghĩa là đi xuống đây là cái râu tôm mình không có tác dụng gì cả. Phải đi lên trên. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt siết ốc lại. Rồi, khi mà siết ốc lại á, thì bây giờ là mình chỉ cần xỏ chỉ đúng là mình chạy thôi. Thì khi cách xỏ chỉ á, là anh chị em phải bỏ qua cái râu tôm. Rồi, như vậy nè, khi mà chỉ mình nó kéo nè, thì râu tôm mình nó nhịp như vậy là ok ha. Rồi, thì bây giờ mình qua giày nó không có bị mà hở cái đồng tiền này ra nữa. Thì bây giờ tới cái khúc giày này á, thì cái đồng tiền mình nó vẫn ép chặt vô nha mọi người. Đó, chỉ mình bây giờ là cứng rồi nè ha. Qua cái đoạn giày nó không có bị nữa. Nhưng mà khi anh chị em dở mạnh cái chân vịt lên á, thì cái đồng tiền mình nó vẫn hở ra nha. Đó, có nghĩa là như vậy. Anh chị em mà chỉnh khi mà gặp cái sự cố mà bị qua cái đoạn giày á, nó bị nổi chỉ. Đó, thì anh chị em bỏ cái đoạn giày của mình dày nhất vào, anh chị em mới đẩy cái chỉnh lại cái cụm đồng tiền này lại y như mình vừa chỉ là ok ha. Rồi, cái tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em cái cách để mà mình sửa và khắc phục cái bệnh mà bị gãy râu tôm. Thì khi mà anh chị em mày gãy hay là bị hư gì đó cái râu tôm này, hoặc là anh chị em mà xỏ chỉ không qua, thì nó cũng dẫn tới cái tình trạng là bị rối chỉ dưới ha. Rồi, thì khi mà máy anh chị em mà bị gãy râu tôm á, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em cái cách để mình thay cái râu tôm mới vô ha. Đây mình có một cái râu tôm mới nè. Rồi thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cái nguyên nhân mà thường mà mình hay gặp trên máy mục kim này lắm nha anh chị em ha. Bây giờ mình sẽ tháo cái cụm đồng tiền này ra để hướng dẫn anh chị em nè. Thường á, là nó sẽ cũng dễ anh chị em mai lâu ngày á, bụi bẩn nó bám vô cái cụm đồng tiền này, nó làm cho cái cụm đồng tiền mình nó bị dơ và nó bị nới lỏng cái đồng tiền này ra, chỉ nó không có siết chặt lại được ha. Đây, đầu tiên thì mình tháo cái cụm này ra trước, và đây nó có cái chốt dặn này, mình gỡ ra từ từ ha, sắp xếp theo thứ tự nếu anh chị em không rành đó. Thì thường á là nó sẽ có bụi bẩn, bụi mấy cái ba dớ rồi nó nằm ở trong đây nè mọi người nè. Đó nè, ngay cái chỗ này nè, nó thường mắc bụi rồi ba cái giải dụng lâu ngày á, nó làm dơ, anh chị em nên vệ sinh sạch sẽ ha. Rồi mình nè, anh chị em thấy một cục bụi chà bá nè đó, bụi bẩn nó dính vô đây thì nó làm cho cái đồng tiền mình nó không có ép chặt vào được ha. Và ngay chỗ này nó cũng thường xuyên nè, ngay chỗ này nè, đó mấy cái chỗ này nè, khi mà nó dễ dính bụi lắm, mai lâu ngày mà không vệ sinh cái cụm đồng tiền này nó dễ dính bụi bẩn nè, anh chị em thấy không nè, một cục bụi nè, nó làm cho cản trở cái lực ép của hai cái đồng tiền ép lại sợi chỉ đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ bỏ hết cái đống này qua một bên ha, và bây giờ mình sẽ tiếp tục là mình tháo cái cốt này ra để mình hướng dẫn anh chị em cái cách để mình thay cái râu tôm. Thì cái râu tôm này anh chị em mua có vài nghìn đồng mà rất là rẻ, có vài nghìn nè. Thì mình cũng có một cái clip để hướng dẫn anh chị em cách bẻ lại cái râu tôm này rồi. Thì bây giờ mình hướng dẫn anh chị em thay thôi ha. Rồi, đầu tiên là anh chị em mở cái con ốc này ra cho mình nè. À, rồi,
Bây giờ mình mở nhẹ con ốc, mình chỉ cần rút cái cốt này ra là ok. Đó. Thì bây giờ khi mà rau tôm anh chị em mà bị gãy rồi đó, anh chị em chỉ cần moi cái rau tôm cũ này ra. Moi cái rau tôm cũ này ra, mình thay cái rau tôm mới vô. Đó, mình chỉ khều nó, khều cái rau tôm. Thì cái rau tôm này có nghĩa là cái lò xo thôi mọi người. Đó, mình coi như là bị gãy đi, mình thay cái rau tôm mới vô nè. Thì bây giờ mình sẽ xỏ cái đầu này rau tôm này dập vào cái rãnh này. À, rồi, mình luồn nó vào trong. Đó, mình luồn cái rau tôm này vào trong cái cốt này. Rồi, thì ở trong cái rau tôm này nó sẽ có một cái chặn nè mọi người. Ở trong rau tôm thì nó có một cái cây để nó chặn, nó giữ lại. Thì ở phía bên cây cốt nó cũng có một cái rãnh ha, ở cái cốt này nó có một cái rãnh nè, thì anh chị em xỏ cái rãnh này vào cái cây ở trong cái rau tôm nè. Đó, xỏ vào. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chỉnh cái độ nặng của rau tôm. Thì bây giờ rau tôm mình nó nhẹ thì anh chị em chỉ cần xoay cái này nè, xoay cái cốt nè, xoay qua bên phải ha. Rồi, mình xoay khoảng một vòng. Thì bây giờ mình thử cái rau tôm mình nó nặng rồi nè. Đó, nó bật lên nè, nó có cái lò xo nó kéo lên, nó nhúng lên nhúng xuống ha. Thì nó vừa phải thôi nha. Đó, rồi khi mà anh chị em mà dặn qua sang một bên cho rau tôm mình nó cứng rồi đó, thì anh chị em xí con ốc lại là ok. Xí con ốc này lại nè. Rồi anh chị em giữ chặt nha, giữ chặt cái phần này lại, cái phần này lại. Rồi anh chị em chỉ cần xiết ốc này vô là ok ha. Xiết cho nó cứng cái xíu cho để nó bị tuột. Nhiều máy nó bị tuột cái này lắm. Rồi. Đó, thì bây giờ mình đã thay cái rau tôm mới ok nè. Nó cái rau tôm mình nó có thể có cái độ nhịp như vậy nè. Cái độ bật về như vậy là ok ha. Rồi tiếp theo là anh chị em bây giờ mình sẽ gáp lại. Thì ở trong cái này á, nó sẽ có một cái cây cốt nha. Cái cốt để nó đẩy. Thì anh chị em nhớ lưu ý bỏ vào. Thì bây giờ mình sẽ gáp lại nè, bắt đầu gáp lại nè. Thì bây giờ là hai cái đồng tiền chính mình sẽ bỏ vô trước. Rồi. Thì tiếp theo là cái đồng tiền phụ. Đồng tiền phụ này ha. Đồng tiền phụ này là nó có nhiệm vụ là nó có cái thanh ở giữa nè mọi người. Thì khi mà cái cốt này nó đẩy thì nó đẩy cái đồng tiền này ra, nó làm cho cái lò xo mình nó bung ra. Nó không có cái lực ép nữa. Đó. Không có cái lực ép vào nữa để cho chỉ mình nó qua được nhẹ ha. Rồi, thì tiếp tục là cái miếng đệm này. Rồi anh chị em lắp vào. Rồi, tiếp tục là mình dặn đồng tiền vào. Rồi. Đó, thì anh chị em chỉ lắp lại như cũ là ok. Ok, thì bây giờ ở đây mình có hai con thuyền suốt ha và cái ổ. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái nguyên nhân và cái cách khắc phục khi mà anh chị em mà bị rối chỉ dưới ha, rối chỉ suốt ha. Rối nó quấn vòng vòng nó hay bị rối chỉ suốt ha. Thì cái nguyên nhân mà rối chỉ suốt á thì là nó nằm ở cái con thuyền này nè. Thứ nhất, cái nguyên nhân thứ nhất là cái khi mà cái con thuyền anh chị em mai lâu rồi thì nó sẽ bị mất cái yếm. Thì cái con thuyền này là cái con thuyền cũ nha. Thì bây giờ ở đây mình có cái con thuyền mới nè, mới cáo nè. Thì bây giờ mình sẽ nói tại sao nó lại bị hay bị rối chỉ suốt nha. Thì con thuyền mới lúc nào nó cũng có một cái yếm như vậy. Cái yếm ở bên trong để nó đẩy cái con suốt của mình nó đi ra, nó lấp đầy vào cái ổ thuyền ha. Còn nếu mà anh chị em mà bị mất cái yếm á, thì anh chị em khi mà bỏ thuyền con suốt vào á thì nó sẽ bị lúng vào bên trong ha. Nó hở cái rãnh nè, cái rãnh thuyền ra nè. Thì như vậy á, khi mà anh chị em lắp vào á thì trong cái ổ á, nó sẽ có một cái độ hở, nó làm cho có một cái độ hở nó bị rơ ha. Và bên con thuyền mới nè anh chị em thấy không, con suốt của mình nó lấp đầy hết cái ổ thuyền ha. Còn cái con thuyền cũ mà nó bị mất cái yếm á thì nó sẽ bị lõm vào một bên trong một tí xíu nè. Đó, có nghĩa là nó bị thụt vào bên trong. Rồi, cái nguyên nhân đó nó làm cho cái con suốt của mình nó không có được đầy và nó không có áp sát vào cái thành chao. Thì khi mà anh chị em mà mình lắp cái con thuyền vào cái ổ chao. Đó,
thì cái con suốt của mình nó không có bị lắc lư và nó không có cái độ rơ á, rơ con suốt á, thì nó làm cho con suốt mình nó ổn định hơn. Còn nếu mà anh chị em mà bị thì có nghĩa là cái thành suốt này nè nó sẽ bám sát vào, nó sẽ dựa vào cái thành trao bên trong thì nó làm cho con suốt mình nó ổn định hơn, nó không có bị rung rinh. Đó là cái nguyên nhân mà dẫn tới cái nguyên nhân thứ nhất dẫn tới cái hiện tượng mà anh chị em dễ bị rối chỉ. Thì khi mà anh chị em mà kéo con suốt á, kéo chỉ suốt á thì nó dễ, rất là dễ bị rối vì nó bị lỏng á mọi người ha. Rồi nguyên nhân thứ hai là cái con thuyền của mình nó bị rộng ra, có nghĩa là chạy lâu ngày thì con thuyền của mình nó hở ra, nó không còn bám sát bót, nó không còn bám sát vào có nghĩa là cái dành này nè, cái dành thuyền này nó sẽ bị rộng ra, quá rộng so với cái con suốt của mình. Con suốt mình nó thì nhỏ mà cái miệng này, cái miệng, cái dành xung quanh bao bọc vô con suốt thì nó quá rộng, thì nó dẫn tới cái hiện tượng là suốt của mình nó quá rộng. Thì khi mà anh chị em, khi mà máy đạp nhanh á, suốt nó quay á thì nó dễ bị rối chỉ suốt ha. Quay mình kéo nhanh nè thì nó dễ bị rối chỉ suốt và nó bung ra ngoài. Thì bây giờ mình sẽ kéo nhanh và mình sẽ nói tại sao nó dễ bị bung. Đó, khi mà mình kéo nhanh á thì ở trong đây nó sẽ bị rối chỉ nó bị bung ra ngoài như thế này nè. Đó. Chỉ nó bị bung ra ngoài tại vì cái thành này nó đã bị rộng rồi. Thì bây giờ chỉ nó bung ra đây thì anh chị em mai thì nó rất là dễ bị rối chỉ, nó quấn cục và nó kẹt cứng ngắc ha. Đó, cái nguyên nhân mà dẫn tới cái bệnh mà bị rối hay bị rối chỉ suốt đó là con suốt của mình đã bị nó đã bị mất yếm và nó đã bị nở cái dành bên trong ra. Thì mình khắc phục như thế nào thì anh chị em có thể dùng giấy nè, giấy hoặc là giấy nhám cũng được nha. Thì bây giờ mình sẽ dùng giấy nhám để mình độn con suốt cho nó đầy lên, nó đầy với cái mặt phẳng của cái con thuyền nè, độn cho nó đầy lên để cho khi mình gắn cái con thuyền vào trong á thì nó sẽ, con suốt mình được áp sát vào cái mặt của cái chao này, nó sẽ không có bị rung rinh, nó bị rơ cái con suốt nè, chạy ra chạy vô ha. Rồi thì đầu tiên mình sẽ làm cho nó đầy cái con suốt này lên bằng giấy nhám nha. Anh em có thể dùng giấy cũng được, mình thường mình xài giấy nhám không, mình xài giấy nhám để cho nó có cái độ ma sát, nó hãm con suốt mình lại, nó không có để cho con suốt mà nó quay mòng. Thì mọi người đã đặt con suốt lên cái tờ giấy hoặc là miếng giấy nhám nè, thì nếu anh chị em mà xài giấy nhám thì nó ok hơn, nó có cái độ ma sát, giấy nhám mịn nha. Rồi thì bây giờ anh chị em gấp đôi lại nè, gấp đôi lại xong mình gấp lại làm tư như vậy ha. Và bây giờ mình chỉ cần cắt cái góc này thôi, này cắt cái góc tròn này là ok. Và anh chị em lắp vào con suốt, mình lắp vào cái con thuyền nè, đó, và mình để cái mặt nhám nó lên ngoài. Thì bây giờ mình, nó sẽ, con suốt mình nó sẽ đầy lên bằng cái mặt của con thuyền. À, nó không có bị rung rinh, và cái giấy nhám nữa nó sẽ giúp cho cái độ ma sát hãm bớt cái con suốt của mình lại, nó không có quay mòng. Đó. Ok, thì tiếp theo là mình sẽ khắc phục cái dành thuyền này nó bị nới rộng ra quá. Nó quá rộng so với con suốt của mình. Thì mình dùng băng keo nè mọi người, mình dùng băng keo giấy ha. Rồi mình dùng băng keo giấy. Bây giờ mình sẽ cắt một đoạn băng keo giấy. Rồi bây giờ mình sẽ lấy băng keo giấy này mình dán xung quanh cái con thuyền đấy, mình dán xung quanh con thuyền của mình như thế này nè. Đó, mình dán ra ngoài phía bên đây luôn. Đó, thì bây giờ mình đã dán xong rồi nè mọi người. Đó, có nghĩa là mình dán để cho nó lắp lại đầy cái khoảng trống đó. Anh em chị em có thể dùng băng keo hay là dùng keo giấy hay gì đó, mình dán cho nó lắp đầy cái khoảng trống, khoảng hở. Đó, thì bây giờ cái con suốt của mình nó sẽ bót hơn, nó sẽ không còn cái độ hở giữa cái hai cái dành này quá,
nó hở nhiều quá thì nó sẽ dẫn tới cái chỉ mình nó dễ tuột ra ngoài. Khi mà mình mai nhanh á, cái tốc độ nhanh á thì con suốt nó quay rất là nhanh, nó quay rất là nhanh. Thì bây giờ mình đã hãm được cái lực quay của cái con suốt nè. Khi mà nó quá lỏng thì giữa cái con suốt này và cái con thuyền này nó quá lỏng, quá rơ thì nó sẽ dễ bị quay mòng mòng. Nó quay rất là nhanh, quay rất là tự do thì cái hiện tượng đấy nó sẽ bị rối chỉ ha. Bị rối chỉ suốt đó. Thì bây giờ nè, mình kéo mạnh thật mạnh, nó vẫn không rối, nó không có bị bung chỉ ra ngoài thì mới là ok nha. Anh chị em cầm kéo mạnh thật mạnh cho mình nè, đó. Hoặc là anh chị em để xuống phía dưới mặt bàn, anh chị em dịnh lại và anh chị em kéo mạnh con suốt của mình đó. Kéo mạnh ra, kéo mạnh chỉ, thì chỉ nó phải ra đều và nó ra êm thì mới được. Còn nếu mà chỉ của anh chị em mà khi mà anh chị em kéo con thuyền và con suốt á, nó có cái độ nặng, nó tự nhiên nó cứng lại á, thì là không có được nha. Thì chạy như vậy là nó dễ bị kẹt chỉ và đứng chỉ, nó bị căng chỉ dưới á, ha. Đó, thuyền của mình lúc nào cũng phải là kéo nó ok như thế này thì mới là ok. Thôi mình kéo hết chỉ luôn rồi nè. Thì nếu mà chỉ mình nó thoát ra nhẹ nhàng như vậy thì nó sẽ không có gặp cái hiện tượng là bị rối chỉ đâu nha anh chị em ha. Kéo mạnh thật mạnh, nó cũng không rối nữa, tại vì con suốt của mình nó đã ok rồi, không có rối được. Đó, rất là nhẹ nhàng, mình kéo chỉ nè, rất là nhẹ nhàng, rất là đều ha, nó có cái lực vừa phải thôi. Đấy, rất là nhẹ nhàng luôn. Thì khi mà anh chị em khắc phục được cái con suốt này và cái kiểm tra cái đồng tiền ở bên trên này nó không có bị hở ra ha. Khi mà anh chị em mai á, mai qua đoạn dày hay là mai cái gì cũng vậy mà nó không có bị hở ra là ok. Còn nếu mà nó dính bụi, nó kẹt bụi gì đó hay là cái râu tôm này nó không qua thì đó là những cái nguyên nhân gây ra cái bệnh mà rối chỉ, nổi chỉ dưới và rối chỉ luôn nha. Đấy. Rồi. Ok, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cái nguyên nhân và cách khắc phục của cái bệnh mà nổi chỉ và rối chỉ dưới ha. Thì bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Anh chị em có những câu hỏi hoặc thắc mắc nào thì hãy để lại comment, hoặc là anh chị em có thể inbox vào Facebook của mình để mình hướng dẫn thật là chi tiết ha. Thì bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.